Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn được phát sóng hôm nay ngày 12 tháng 9. Ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ vừa qua. Ngày 12 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị báo cáo đầu kỳ về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi định hướng quy hoạch chung hướng đến mô hình TOD, mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng, tạo điều kiện cho việc gia tăng mật độ dân cư phù hợp với những thành phố lớn, phát triển đô thị đa trung tâm, hệ thống đường sắt đô thị trong vai trò liên kết vùng. Đội quản lý trật tự số 5, Cục Quản lý trật tự thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an phường 14 quận 5 tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh đồ chơi trẻ em trên đường Châu Văn Liêm, phường 14 quận 5. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện gần 1.500 lồng đèn trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo an toàn sử dụng với tổng trị giá theo giá niêm yết là 51,6 triệu đồng. Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư 17.829 tỷ đồng đã được khởi công vào tháng 6 năm 2023, nhưng đến nay vẫn đang tắc nghẽn giải phóng mặt bằng, đoạn qua tỉnh Đồng Nai mới bàn giao được gần 6%. Trong khi đó, tổng mức đầu tư của toàn dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến cũng tăng lên gần 3.700 tỷ đồng. Sáng nay 12 tháng 9, một vụ lật xe container chở hàng đã xảy ra ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khiến cho giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng vất vả xử lý hiện trường, điều tiết phương tiện lưu thông. Thời điểm xảy ra tai nạn rất may còn sớm nên không có xe máy lưu thông, không xảy ra tai nạn liên hoàn. Tai nạn đã khiến cho giao thông qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đúng giờ của người lao động đi làm và trẻ em đi học nên lượng phương tiện bị đông ùn tắc trên đường Lê Thị Trung và các tuyến đường giao cắt. Thưa quý vị và các bạn, gần một tháng kể từ ngày thông tư số 24 của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi, đăng ký biển số xe chính thức có hiệu lực, hầu hết các cửa hàng mua bán xe mới và xe cũ ở Thành phố Hồ Chí Minh đều chung một tình cảnh khó khăn, đủ đường khi hỗ trợ hướng dẫn khách hàng làm thủ tục thu hồi biển và đăng ký xe mới. Thậm chí, nhiều cửa hàng gặp tình cảnh khách hàng trả xe, dừng mua vì mất nhiều thời gian làm thủ tục. Thấy là lâu. Ví dụ thường thì rút hồ sơ ra tên thì nó trong vòng khoảng tầm 15, 20 ngày. Đến bây giờ thấy là nói là kiểu như là 40 ngày. 40 ngày thì với ta tên thì cũng hồ sơ nằm lâu như vậy. Rất là nhiều lúc người ta ngại, ta không muốn bán cho mình. Thế nó khó quá rồi bắt chủ xe rút hồ sơ gốc. Rồi đã công chứng hai vợ chồng nó đã làm một chuyện rồi. Bây giờ khi mà mình mua xe xong ấy thì mình mua thì người ta bán cho mình thì mình phải ta đủ tiền. Và khi người ta đã cầm đủ tiền rồi ấy, mà người ta muốn nhờ người ta làm lại cái gì cho mình rất là khó. Người ta còn từ chối là người ta còn ở bận này bận kia. Còn mà mình giữ tiền lại thì người ta lại không bán cho mình. Cửa hàng kinh doanh buôn bán nên có một số xe cũng nằm rất lâu tại cửa hàng. Ví dụ khoảng 5 đến 6 tháng và thậm chí có những xe mua qua người giới thiệu. Thì cái việc mà để tìm lại chủ cũ, ký cái giấy ủy quyền để cho người rút ủy quyền thu hồi biển số ấy ạ, thì cũng rất là khó khăn. Thậm chí là mình đã phải lục lại tờ ủy quyền và cái thông tin khách hàng để tìm đến cái địa chỉ ở trên căn cước công dân. Nhưng mà rất tiếc là cái địa chỉ đó nó không đúng với cả cái địa chỉ sinh sống của chủ xe. Và đến thời điểm hiện tại thì vẫn có rất nhiều khó khăn. Ví dụ trong hồ sơ sẽ có một số sai sót và nếu như quay lại sửa lại thì sẽ kéo dài thời gian. Cái việc này sẽ gây ảnh hưởng tới khách hàng rất là nhiều. Khách hàng thứ nhất là khách hàng xe mang rất thu hồi là họ không có xe di chuyển và vừa tốn thời gian lại phát sinh chi phí hơn. Thực tế có rất nhiều khách đã muốn trả lại xe rồi vì cái thời gian mà họ chờ biển số kéo dài đến tận 1 tháng. Và đến thời điểm hiện tại hồ sơ gốc vẫn chưa ra nên là họ rất là hoang mang là không biết là xe mình có được đi sang tên hay không, hay là tại sao mà thời gian lại kéo dài như vậy. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin nóng Sài Gòn sẽ được phát sóng hàng ngày trên lao động.vn. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.